mình tên là Mến, ở quê ở Vĩnh Long á. Sau cột mổ u di thần kinh á thì bị liệt mặt luôn, mình bị 9 năm rồi. Thì có đi khám bác sĩ á, rồi bác sĩ nói là hiện tại chưa có phương pháp nào để trị á, nên là không có đi khám. Giờ qua thông tin trên mạng á thì thấy bệnh viện Gen Hu á, nên là đi lại khám thử. Em thấy có nhiều, mới đầu có người, rồi sau có nhiều người đăng lên mạng thành công đó, rồi cũng lại mình thử. Cũng có tìm hiểu ở trong bệnh viện thì bệnh viện cũng có phẫu thuật, nhưng mà phải gây mê mấy tiếng đồng hồ nên là không có làm. Mình chỉ tìm hiểu cái phương pháp mà ít xâm lấn, rồi bệnh nhân nói là đến đây làm xong mấy tiếng rồi về, không có ảnh hưởng. Nhưng mà khôi phục được mấy chục phần trăm thì cũng được, chứ không có vô bệnh viện rồi gây mê rồi phẫu thuật nữa, nên là không có làm. Tôi ước mong là sau khi thực hiện thì đỡ hơn 50% trở lên cũng được. Một tuần nè, nàng có thể chia sẻ giùm em lý do vì sao nàng lại lựa chọn Gen Hu để thực hiện dịch vụ này cho mình không? Cảm thấy rất là tin tưởng, có nhiều người lại chỉ thành công, rồi có lại bệnh viện Gen Hu tư vấn và được bác sĩ Cường nói thì rất là tin tưởng. Và trước đây nàng đã từng đi thăm khám ở đâu hoặc là thực hiện điều trị vấn đề này ở đâu chưa nè? Em cũng đi thăm khám nhiều nơi, nhưng mà phải thực hiện phẫu thuật rất là lâu và phải gây mê, không có được như bên bác sĩ Cường và đi chỉ gây tê và thực hiện trong thời gian ngắn thôi, là đi về và cảm thấy là sức khỏe rất là bình thường, không đau, không sưng, không tổn hại sức khỏe gì đó. Trước đây là em có nói với chị là em đi thăm khám nhiều nơi đúng không? Thì bản thân ở đây thì khi tụi chị tư vấn cho em nói về công nghệ gây tê này, em có tin tưởng không? Dạ, tin tưởng. Bản thân sẽ giới thiệu cho nhiều khách hàng là em đã làm ở bệnh viện, rồi rất là tin tưởng bác sĩ với kỹ thuật trang thiết bị ở đây, là điều dưỡng, các chị điều dưỡng cũng chăm sóc rất là tận tình. Thẩm mỹ bên bác sĩ kia nhưng mà chỉ là keo thôi, keo bằng cọng chỉ thôi, rồi nó sẽ bị liệt lại, rồi bị xệ xuống, rồi mình keo lại tiếp tục nữa. Em cảm thấy bản thân mình sau một tuần thực hiện dịch vụ tại chị, em có cảm thấy điều gì thay đổi lớn nhất trong cuộc sống của mình không? Dạ, cũng thấy rất là vui hơn cuộc sống. Mình thấy vui hơn. Em có cảm thấy cuộc sống gia đình của mình hạnh phúc hơn không? Dạ. Khi mà thật sự chị cảm thấy em rất là may mắn hơn nhiều phụ nữ khác, là em có một người anh chồng rất là tâm lý, luôn ở bên cạnh em dù là ở trong tình trạng như thế nào. Bản thân em khi thực hiện dịch vụ thì chị cảm thấy là trong suốt quá trình anh luôn theo dõi, luôn gọi là hỏi han về tình trạng của em làm đến đâu rồi, khi nào em được ra, thì chị cảm thấy em rất là quan tâm. Và như mọi người có thể nhìn thấy ha, đến bây giờ đây ngồi nói chuyện với tôi mà hai người không rời cái tay ra là hiểu gia đình này nó hạnh phúc như thế nào rồi. Cảm thấy sau đó mình cảm thấy rất là yên tâm, nhiều bác sĩ lo lắng cho sức khỏe của mình, rất là cảm ơn anh.